Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chương trình Dân ta phải biết luật ta do luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu đảm nhận. Hôm nay tôi vui lắm. Vui vì sao quý vị và các bạn biết không? Vui vì hôm nay tôi có một cái khách hàng họ đến văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc. Họ nói là tôi đến với một cái tâm trạng rất là thân quen. Tôi hỏi, ủa sao mà lần đầu tiên anh đến văn phòng luật sư của tôi mà anh nói là anh thân quen? Thì anh bảo rằng là anh đã coi hàng loạt cái video của tôi. Và thú thật với quý vị và các bạn là hôm nay tự nhiên có một cái động lực rất là lớn để mà tôi làm cái video. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi làm cái video về một trường hợp mà văn phòng, một cái người dân đến văn phòng luật sư tư vấn thừa kế hàng thứ nhất. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống, nếu như trong trường hợp là luật sư thì tôi cho rằng là tôi nghĩ và tôi tưởng rằng là ai cũng biết luật và những điều cơ bản nhất quy định trong pháp luật thì nghĩ rằng ai cũng biết. Tuy nhiên rằng là tưởng vậy nhưng không phải vậy quý vị và các bạn. Và sau những cái nghiên cứu và tôi quyết định chọn cái gì dễ nhất, dễ gần nhất, giản dị nhất, và thông điệp của tôi cũng gửi đến quý vị và các bạn một cách chân thành nhất. Thưa quý vị và các bạn, thì đầu năm có một cái trường hợp tư vấn như thế này. Chị bảo với tôi rằng là bố chị vừa mới mất. Thì nhà chị có toàn bộ là khi bố chị mất thì mẹ chị cùng với bốn anh chị em. Thì nhà thì có một anh trai, và anh trai đã có một cái hành vi gọi là đuổi mắng và chửi mẹ và các em để mà giành đi cái căn nhà này. Thì anh bảo rằng đây là cái giành cái nhà, anh bảo là anh là con trai, anh có toàn quyền quyết định. Chị đến văn phòng tôi, chị đưa ra phương án này, chị đưa ra phương án kia và đưa ra phương án nọ. Chị bảo rằng là không biết và lo sợ và nhiều thứ nữa. Tuy nhiên tôi ôn tồn, tôi bảo với chị rằng chị hãy nghe luật sư tư vấn về hàng thừa kế và cái quyền được hưởng di sản để chị về. Chị tư vấn cho những người chị, người em và trên hơn hết là bản thân mình để mình hiểu luật đã. Chứ khoan hẳn nói đến cái chuyện rằng là đưa ra phương án. Thưa quý vị và các bạn, văn phòng tôi thì có một cái thói quen, đó là sau khi tư vấn thì tôi sẽ đưa ra hàng loạt cái dữ liệu và đưa trong trường hợp cái hồ sơ của khách hàng và tiếp tới là lời tư vấn của luật sư. Sau đó ghi lại cho họ bằng một cái tờ giấy và tôi bảo rằng lượng khách hàng của tôi cũng tương đối nhiều. Nếu quý vị và các bạn đến lần sau thì xin đem cái tờ giấy này và chỉ cần nhìn vào tờ giấy thì tôi biết được nội dung của những cái lần trước và khỏi phải trình bày lại. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ nói về hàng thừa kế thứ nhất. Tôi không nói về luật vì tôi tưởng rằng ai cũng hiểu luật nhưng không phải. Hôm nay tôi sẽ nói về thực tế, riêng về trường hợp của khách hàng tôi, về những cái quy định về thừa kế theo quy định của pháp luật để cho tất cả mọi người đều biết. Vì đây là chương trình Dân ta phải biết luật ta mà. Chị bảo với tôi rằng ba với mẹ chị tạo lập một cái tài sản là đất, và trên đất thì có căn nhà. Quyền sử dụng đất thì đứng tên ba chị. Thì chị bảo rằng là người chị đầu thì cũng đã lớn tuổi rồi, cho nên tôi cho rằng ba với mẹ chị là kết hôn từ trước năm 1986, luật hôn nhân và gia đình năm 87, thì tài sản này được xem là tài sản chung của ba và mẹ. Vấn đề phát sinh là tại năm 2018, bố chị mất. Thưa quý vị và các bạn, tài sản chung vợ chồng được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung và mỗi người được 1/2 tài sản. Vậy thì tại thời điểm ông bố chị mất thì 1/2 là tài sản của mẹ chị, 1/2 tài sản là của ông.
một phần hai tài sản của ông sẽ được chia cho các hàng thừa kế. Theo quy định của pháp luật thì hàng thừa kế thứ nhất gồm có cha ruột, mẹ ruột, con đẻ, con nuôi của người chết. Thì trong trường hợp này, một phần hai tài sản của bố chị sẽ chia cho 5 người. Tôi có hỏi với chị rằng ông nội chị và bà nội chị còn sống không? Thì chị bảo là không, không còn sống cho đến thời điểm bố chị mất. Vậy thì tài sản sẽ được chia tài sản 1 phần 2 tài sản chung vợ chồng. Xin lỗi, 1 phần 2 tài sản riêng của ông trong khối tài sản chung vợ chồng sẽ được chia làm 5 hàng thừa kế. Thứ nhất là vợ của ông, là mẹ của chị. Thứ hai là 4 người con, không phân biệt con đẻ, con nuôi, không phân biệt giới tính nam nữ nha quý vị và các bạn. Và như vậy thì mẹ của chị sẽ được 1/2 khối tài sản cộng với 1/10, 1/5 cái tài sản mà được thừa hưởng từ chồng. Hơi khó một tí xíu, tôi xin tóm tắt lại. Sau khi mà bố chị chết thì 1/2 tài sản là của mẹ, 1/2 tài sản của bố sẽ chia đều cho 5 người hàng thừa kế thứ nhất. Tôi giả dụ tổng giá trị tài sản là 1 tỷ đồng thì cả nhà và đất là 1 tỷ đồng. Thì sau khi cái thời điểm mà bố chị mất thì 1/2 cái tài sản này là 500 triệu đồng là của bà, và 500 triệu đồng còn lại của ông sẽ được chia cho 5 người hàng thừa kế, trong đó mẹ chị, 4 anh chị em chị. 4 anh chị em chị mỗi người được một suất thừa kế là 100 triệu. Như vậy tổng hợp lại tất cả các hàng thừa kế bao gồm mẹ, chị của chị, người anh trai và chị và người em gái, thì tổng cộng họ là chị được 600 triệu, chị gái của chị được 100 triệu. Cái người anh trai, cái người em trai gì đó trong gia đình duy nhất ấy, thì họ cũng được 100 triệu, chị cũng được 100 triệu và người em út được 100 triệu. Tổng cộng tất cả cái tài sản này tôi giả sử nó là 1 tỷ đồng. Cái phương pháp nó chia vẫn như vậy nha quý vị và các bạn, không có khác gì lắm. Đây là cái chương trình dân ta phải biết luật ta, bằng một cái cảm nhận của luật sư về cái kiến thức của người dân trong 90 triệu người dân vẫn còn thấp lắm. Video này tôi dành cho tất cả mọi người. Từ tôi không dám múa rìu qua mắt thở một số thẩm phán, một số mấy anh chị thầy cô dạy luật, một số luật sư đồng nghiệp. Tuy nhiên mong mỏi của luật sư rằng tất cả mọi người đều phải biết cái quy định của pháp luật để vận dụng trong trường hợp của những cho chính bản thân mình, cho người thân của mình, cho họ hàng của mình. Sau khi biết cái suất thừa kế của mỗi người được nhận thì luật sư đưa đến tư vấn. Tôi bảo rằng nếu trong trường hợp người anh, người em trai gì đó có cái hành vi gọi là mắng chửi hoặc là như thế nào đó, đập phá gì đó, thì mình sẽ nhờ can thiệp từ công an địa phương. Còn trong trường hợp, nếu trong trường hợp người mẹ bây giờ hiện tại họ là 6/10 cái khối tài sản, và người anh nếu mà tính tổng cộng lại mẹ và các chị anh em gái thì là 9/10 tổng số tài sản,
thì tại sao mình không liên kết với người chị, mình không liên kết với người em, mình không liên kết với mẹ để mình tự bảo vệ bản thân mình? Xã hội ngày nay cũng phát triển, và nếu như trong trường hợp tùy theo cái mức độ, tùy theo cái tính chất của vụ việc, nếu vụ việc được gọi là hòa giải một cách ôn hòa thì chúng ta hãy hòa giải. Hoặc bây giờ tôi nói với chị là bây giờ chị mời một người nào lớn trong gia đình và chị đưa ra những cái phương án rằng xuất thừa kế, và như vậy thì những người anh, người em trai đó họ hiểu được rằng là trong trường hợp này họ chỉ được một xuất thừa kế bằng 1/10 tổng cái giá trị di sản mà ba mẹ chị đang quản lý sử dụng. Thì như vậy thì họ cảm thấy rằng là cái việc mà họ phá họ gì đó thì nó sẽ hạn chế hơn. Còn nếu như trong trường hợp anh vẫn có một cái thái độ cực đoan thì mình sử dụng những quy định của pháp luật là báo công an hoặc nhờ chính quyền nhà nước can thiệp. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn những video này có những cái phản hồi từ phía những cái chuyên gia rằng là cách diễn đạt của luật sư nó sẽ không chuyên nghiệp. Tuy nhiên, mong mỏi của luật sư, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc là tất cả những người đều phải hiểu biết pháp luật. Tôi xin san sẻ một chút kinh nghiệm cho quý vị và các bạn để tránh những trường hợp một số anh chị em chuyên gia hiểu lầm rằng tại sao những điều dễ quá, những điều đơn giản quá mà luật sư lại gợi đến. Thưa quý vị và các bạn, trong cái quá trình hành nghề thì tôi có tư vấn từ những người có kiến thức trình độ đại học, những người mà giáo viên, những người có những cái kiến thức, những người đi nước ngoài. Tuy nhiên cũng có những người trình độ bậc trung, là những người họ không có kiến thức, tuy nhiên họ tự nghiên cứu, và trong cái quá trình nghiên cứu họ cũng đã trở thành chuyên gia. Cái trường hợp thứ ba nữa là có những người là không biết về những kiến thức pháp luật, và họ đã nghe lời của một người hàng xóm láng giềng, nghe lời những cái người bạn. Và hôm qua cũng có người nói sao cái con nhỏ mà ở gần nhà tôi nó tư vấn như vậy. Tôi bảo rằng là có thể kiến thức của cái người tư vấn cho chị là đúng, tuy nhiên nếu chị cần những cái lời tư vấn thì hãy mạnh dạn đến văn phòng luật sư nào đó để người ta mang cái tính chất, đây là cái nghề của người ta mà, và hỏi cái giá tư vấn là bao nhiêu, và sau đó hãy kể cho người ta nghe một cái câu chuyện. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn là 90 triệu dân, mỗi người đều phải biết những cái kiến thức pháp luật cơ bản nhất, nhất là trong lĩnh vực thừa kế. Tôi mong quý vị và các bạn nếu thấy thích cái video này thì hãy đăng ký ở cái chuông cái phía bên cạnh, và để những lần sau quý vị và các bạn sẽ được xem những cái video mà khỏi phải tìm tới tìm luôn những cái video của văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc. Xin trân trọng cảm ơn.